Xin chào tất cả anh em ha. Nay giao lưu với anh em một số cây ngâu cực kỳ quái ha. Này cây số 1, cây đầu tiên nha. Anh quay sơ cái anh. Đó. Cây cũ là hết biết cây cũ rồi anh em ơi. Quay gần cái cũ cho anh em xem. Nè, mới đục chút xíu mới có mấy ngày mà nó kéo sẹo rồi. Cây rất là mạnh anh em ơi. Đây là cái cục người ta trồng trong một cái chậu ha anh em. Cỡ chủ nhà nó cỡ ba mấy năm, 40 năm rồi anh em. Đó, anh em hơi cũ rồi. Ồ, trời ơi, cũng cực kỳ đẹp anh em. Cây mã số 1. À, rồi, anh đo nguyên cũ này coi. Rồi. Hoành. Hoành rồi, 89 hoành. Cái cũ là 89 nha. Rồi đo cái thằng trên này anh. Cái thằng trên này nè. Ờ à, đúng rồi. Cái thằng rồi anh buông tay ra ở ngoài á, phía ngoài á nhiều 33. 23 33 33 chiều cao hoành cũ này là 89, đây là 33, cao là 70. Đó, quay sơ lại cũ cho anh, quay sơ giùm em cái. Cây này rất là đẹp nha anh em, nói chung là đẹp rồi độc luôn. Đó, đẹp mà độc luôn đó ha. Rồi cây mã số 1. Cây này em giao lưu với anh em là 5.900.000 ha. Em bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Cây rất là đẹp anh em ơi. Đẹp và độc mới kiếm cây này thứ hai cũng hơi khó anh em. 5.900.000 ha, em bao ship tặng nhà cho anh em luôn. Rồi tiếp tục là cây ngâu số 2. Cây ngâu này anh em nhìn thấy như thế nào? Cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Quay sơ cho em cái anh Thọ. Nó cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cây này tai chi đầy đủ hết. Đó, tai chi đầy đủ hết trơn luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn ha. Nó có cái dở một cái là nó có một miếng lũa trên này. Nè anh em thấy ha. Miếng lũa trên này nè, mà nó kéo anh em ha. Thấy nó kéo mạnh không? Nó kéo một bít lũa luôn. Cái cốt chủ nè. Đó. Ôm tay em không vừa luôn ha. Nó bể miếng lũa chỗ này nè. À, người ta đã xử lý nè, lũa nè, ngắt luôn nè anh em. Ha. Đó, một miếng lũa chỗ này thôi, cỡ bằng tay á. Đó. Còn đây là ok hết nha nè. Ừ. Đây cũng bị miếng nè. Đó mà nó sành hết trơn, anh em thấy nó cứng ngắc. Lũa nó cứng ngắc luôn á. Đó, cây này anh em đáng chơi lắm nha anh em. Đó, rồi đo hoành cái anh Thọ. Đo nguyên cụm dưới luôn. Ờ đó. Em đo nguyên cụm dưới nha anh em. Không không, chỗ này chút xíu đi. Lên tới đây đi. Đó, em đo chỗ này nè ha. Ừ. Khoan, rồi. Tôi vô đây là nhiêu? Hào hào bao nhiêu? 71. 71 luôn anh em. Ờ, tính 70 thôi. Rồi, chiều cao anh. 60. Cao 60. Rồi. Quay sơ cái anh. Quá đẹp anh ơi, anh em ơi. Đó, cây này đáng chơi lắm nha anh em. Cây mã số 2. Rồi cây này giao lưu với anh em là 4.200.000 ha. 4.200.000. Em bao ship tặng nhà cho anh em luôn. Cây cực kỳ đẹp nha. Đó. Ngâu ha, ngâu bông màu vàng nha anh em. Cực kỳ đẹp. Cây mã số 2, 4.200.000 em bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Cây ngâu số 3. Hàng cũng tuyệt đỉnh nha anh em. Đó. Quay sơ sơ rồi. Rất là đẹp. Cốt cành là đầy đủ hết nha anh em. Quay sơ cái nè. Rồi, đâu hoành đi. Đó. Cốt cành quá trời luôn. Cây một cốt nha anh em. Ở ngoài. 53. 53 hoành. Chiều cao. Chiều cao 89. Rồi quay sơ cái anh em ơi. Cây ngâu mã số 3 ha. Cây quá đẹp anh em ơi. Đáng chơi nha anh em. Đó. Quá trời đẹp. Rồi, cây này giao lưu với anh em là
2.900.000 thôi, em bao ship tặng nhà luôn. Cây rất là đẹp, cây mã số 3. Cây ngâu số 3 2.900.000 anh em ơi. Rồi, đổi phôi luôn. Rồi, tiếp tục. Cây ngâu số 4 nha anh em. Cây này thì hình nó hình thú ha. Nói chung cũng khá là đẹp nha anh em. Đó, cũng đáng chơi lắm nha anh em. Rồi, đo hoành đi anh. Bao nhiêu? Hoành 39. Hoành 39. Chiều cao. Chiều cao đó là 38. Đường kính bầu. Đường kính bầu 50. Rồi quay sơn cái anh. Quay cây. Đó. Cây nói chung cũng khá là đẹp nghe anh em. Rồi cây này giao lưu với anh em là 1.700.000 thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha. Cây ngâu mã số 4. Đó. Cây cực kỳ đẹp nha. Đó. Rồi. Hạ xuống luôn anh ơi.